chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì chắc đã lâu rồi mọi người sẽ đã không thấy Thiên Vũ trên cái video. Thì thật ra trong thời gian qua Vũ đang tập kết lại, đang ngồi lại để tìm hiểu cũng như là nghiên cứu một số dòng sản phẩm mới. Thứ hai là đi tìm hiểu về cái dòng nghe nhạc và những cái dòng hi-fi khác. Để sắp tới đây sẽ có những cái video review nó sẽ về kỹ thuật, nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Những cái tham số, những cái thông tin cho những khách hàng đã theo dõi kênh Thiên Vũ vừa qua, nó sẽ có một thông tin chính xác hơn để mình phân tích cho mọi người hiểu hơn, hình dung hơn. Thì bây giờ quay trở lại thì đây là một cái video ngẫu hứng của Thiên Vũ. Thì bây giờ Thiên Vũ sẽ giới thiệu một bạn là cho mọi người là một cái sản phẩm Power Shop mà một năm trước Vũ đã review. Nhưng mà cái con đó thì chỉ là một cái series nhỏ. Bây giờ là mình sẽ đập hợp một cái series mới của Power Shop. Và Power Shop thì mọi người cũng đã biết là một cái thương hiệu về cục đẩy men công suất là rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Và hiện tại, nói và hiện nay thì bây giờ chỉ có một công ty còn lại duy nhất là sản xuất mà Made in Italy là của Power Shop thôi. Để ý ha mọi người ha. Và cái hãng này là người đã cung cấp về cái cục đẩy công suất cho rất là nhiều hãng lớn, ví dụ như là Nestle, Martin, Bose, đó là những cái series cao cấp professional của họ. Thì đa phần là những hãng này được nhờ Power Shop thi công và gia công cái cục đẩy của họ. Về họ mua về cái công nghệ, mua về cái cấu tạo của Power Shop đó. Thì hôm nay mình sẽ không có nói về những hãng khác mà mình sẽ nói về cái cục đẩy này, và mình sẽ đập hộp cho mọi người coi thôi. Mình sẽ chưa có cái một cái review mà về thông số hay là những tính năng. Mình sẽ có một video sau nói về cái thông số kỹ thuật và những tính năng cực kỳ đặc biệt mà chỉ có Power Shop có thể làm được, rất là hay, và nó ứng dụng cho rất là nhiều việc, cho những cái công trình lớn hay là những cái khách hàng có sự đòi hỏi, yêu cầu sự chuyên nghiệp cao. Thì cái này thật ra để setup con này cũng khá là khó các bạn ha, cần có phải có một kỹ thuật âm thanh hoặc là chuyên môn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đập hộp, mình tạm lấy mình đập hộp cái con. Thật ra con này mình đã test rồi mọi người ha, mình lấy mình review cho mọi người đã trong hộp vậy thôi. Mình còn rất là nhiều mã khác của Power Shop mà mình sẽ review sau. Đó. Đây là mã Watcho ha mọi người ha. Đây là mã 204 DSB, có tích hợp DSB và có Dente. DSB là nói những cái refresh. Thì đầu tiên nói về DSB là sao, thì thật ra cái DSB nó có tích hợp những cái rất là hay nha mọi người. Ví dụ như là những cái reset của các hãng nè, những cái reset của các hãng nè, rồi có thể cân chỉnh được rất là nhiều thứ nè, có thể đo lường được cái tín hiệu mà bị hư, bị lỗi qua tất cả mọi thứ control hay là những công nghệ Nante. Mọi người kiểm tra mọi thứ, vấn đề những dây kết nối nè, kênh nào đang bị hụt kênh nè, dây nào đang bị lỗi dây nè. Nói chung là rất là nhiều tính năng. Thì mình sẽ làm một video sau dựa trên cái phần mềm, rồi sau đó mình sẽ phân tích từng cái và những cái tính năng của con này cho mọi người cùng xem. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chủ yếu là cho mọi người coi cái mẫu mã đến là cái giao diện cho mọi người cùng xem. Thì đây là cái cuốn catalog. Đây mình người ha, đây là cái mẫu mã trong cái cuốn catalog Power Shop Audio. Đây là một thương hiệu men rất là lớn và rất là nổi tiếng trong giới pro ha mọi người ha. Có thể là mọi người có thể biết là những cái dòng khác, nhưng mà thật ra nếu mà nói về cái tính chất của người tiêu dùng á, thì thật ra những cái dòng này thì đa phần là những người khách hàng Việt Nam chúng ta vẫn chưa biết nhiều. Đa phần là trong giới âm thanh, những anh chị pro làm về cái ngành này thì mới biết những cái thương hiệu này, hoặc là khách nào cũng đam mê lắm mới tìm hiểu đến những thương hiệu như này. Đó, ở đây là một cuốn nó giới thiệu về những cái tính năng của con này rất là nhiều, rất là nhiều. Thì cái này mọi người có thể tham khảo trên cái project của Power Shop tại trang web ở nước ngoài các bạn ha. Một cái đặc điểm chung đó là thường thường là cái men họ làm đa phần là thiết kế một u. Thứ hai á là nhỏ, thứ ba là công suất lớn, thứ bốn là rất là nhiều công nghệ trong đây. Đó, tại vì họ là một cái thương hiệu và làm cục đẩy, và thật ra những dòng này gọi những dòng touring. Thì touring là sao, là hãng họ thiết kế ra nào làm sao đảm bảo cho những âm thanh làm show di chuyển nhẹ nhất với công suất lớn nhất, có thể chịu tải nổi những cái công suất mà những cái sân khấu trình diễn lớn như ở nước ngoài, những cái countdown rất là lớn, những cái sân vận động. Mà nếu mà chúng ta đánh những cái men mà phổ thông thông thường mà công suất để đạt đủ thì rất là nặng và rất là khó di chuyển cho những sao men đó. Nên họ thiết kế những cái con này ra làm sao nhỏ và đạt được những công nghệ, mà con này rất là khủng về cái công nghệ nha mọi người.
Đó. Và sau tiếng á thì Vũ sẽ không phải bàn cãi cũng như là sẽ không có nói về đánh giá này nọ rồi, về cái sản phẩm này nữa rồi, thì thật ra nó đã quá nổi tiếng trong cái chất sao, trong cái ngành cục đẩy của nó rồi, nên mình sẽ không nói về, phải không cần phải khen nó nữa, vì những anh em làm âm thanh thì nói đến cái tên mà Power Shop thì cực kỳ khủng khiếp rồi, nên sau tiếng này mọi người chắc là những khách hàng cũng sẽ hiểu đó. Đó, về mặt lưới mọi người thấy về mặt lưới phía trước không, của nó là bằng hợp kim thép không rỉ đó. Nó viết tắt đây là có DSP. Thật ra con này có rất là nhiều option cho mọi người để chọn tùy theo cái túi tiền cũng như là cái nhu cầu mà chúng ta xài. Ví dụ như mình chơi những cái loa như là của Martin hay là những cái loa Bose, những cái mà chúng ta không muốn một cái công suất mà lớn mà nó ghép được, phải nói là nó ghép, nói chung là nó tối ưu về chi phí á, nó mà khỏe á, thì mọi người có thể chọn những cái con mà tương thích đó, có thể chọn được những reset của các hãng. Thật ra cái Power Shop này họ làm cho tất cả những hãng nổi tiếng như vậy mà, nên những cái reset đó họ đều có. Nhìn chung giá ban đầu mọi người sẽ nhìn đánh giá rất là đắt, thậm chí là đắt hơn cả Nestle, đắt hơn là những cái khác, nhưng mà nhìn lại tổng thể nếu mà chúng ta phối ghép một cái combo thì nó rẻ nha. Nó là rất là tiện lợi cho mọi người, thì nó đòi những quyền lợi, cái đó là do cái kỹ thuật viên tư vấn cho mọi người ha. Nó có những cái ưu điểm mà nó có những cái nhược điểm, thì tùy kỹ thuật viên đó, tùy cái nhu cầu khách đưa ra thì kỹ thuật viên sẽ đưa ra cái option phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng đó. Nhìn mua một cái men mà giá còn đắt hơn cả Nestle, nhưng mà nhìn về cái tính năng của nó thì nó lại rất là rẻ đó. Rồi, ok, còn đây là cái mặt nó rất là đơn giản rồi, nhìn rất là nặng à. Đấy, bao clip nè, đó, đầy đủ hết mọi người ha. Nó có đèn báo lỗi như thế nào, tất cả nói chung là nó giống như những con men khác thôi. Đây, và đây là cái tem Power Shop để mình cho mọi người cùng xem. Mình hôm nay là clip ngẫu hứng thôi, mình quay cho đập cho mọi người coi cái tình trạng chung. Mình sẽ có một cái video review về cái thông số kỹ thuật cũng như là các tính năng nó chuyên nghiệp hơn, để cái góc quay nó sẽ mọi người dễ hình dung hơn. Đó. Đó. Ở đây cái này thì mọi người xài điện được 110 đến 240 mọi người ha. Năm ngoái Vũ đã làm bay màu một con Power Shop bốc khói điện 110 rồi. Năm nay thì không cần phải lo. Ngoài ra cái con Power Shop, cái khoảng tản nhiệt này nè mọi người, cái khoảng tản nhiệt này là nó chạy rất là im nha. Và cái lực của cái quạt hoặc là quạt là quạt xoắn ốc á, mà hình quạt quạt hình con ốc á, nên cái lực hút nó tản nhiệt rất là tốt, chạy rất là khỏe. Còn đây là những cái ngõ out, những ngõ kết nối, rồi những cái đường DNT như nào, link như nào. Thật ra hãng có những cái option nó thật ra thiết kế 100% nó đều giống nhau nha mọi người ha. Nhưng mà có hãng Power Shop này đặc biệt rất hay. Ví dụ như mình đã bán cái con kia rồi nên mình không có thể cho mọi người thấy, thì những cái con này cái option của nó thật ra có những cái mà chúng ta mua những cái option mà không có thì những cái cục này sẽ bị mất đi và được một miếng thép che lại. Đó, ví dụ chúng ta mua cục đẩy chỉ là công suất thôi thì nó sẽ mất đi một số trong đây, nhưng mà nó vẫn để sẵn nha. Về sau mọi người muốn update cái con đó lên thì mọi người chỉ cần mua những cái option này, những cái bo mà chúng ta gắn vào, chúng ta tăng trưởng cái module của nó lên thôi. Rất là hay, Power Shop làm rất là hay. Đó, rất là hay cái chỗ đó, tức là chúng ta mua rồi chúng ta không sợ là phải bỏ đi, thiếu cái tính năng này bỏ đi. Mọi người có thể mua con thường, về sau chúng ta muốn lên DSP hay muốn lên NT thì chúng ta mua những cái option ngoài chúng ta gắn vào. Đó, nó rất là linh hoạt chỗ đó, nó không phải bỏ đi mà mua con mới. Power Shop làm rất là tốt chỗ này. Rồi phần thép này thì đợt trước mình có review cái con 50M á mọi người ha. Thì con đó mặt này phần thép nhưng mà cái này màu đen luôn. Nhưng mà con này nhìn rất là chắc, rất là nặng, nhỏ rất là nặng. Nhưng mà con này mình sẽ hẹn mọi người trong những video lần sau, mình sẽ khui ruột cái con này ra cho mọi người xem. Đó, và mình review thông số kỹ thuật xong là mình sẽ quay cái ruột rà bên trong cho mọi người cùng xem coi luôn. Đây. Ở đây thì về nói về cái công suất con này, hiện tại các bạn thấy một ô nhỏ không, nhưng mà sẽ cho mọi người coi thông số kỹ thuật trên đây. Đây là cái trang chủ của Power Shop và mình đang có mặt tại cái trang chủ của powershop.com luôn. Thì ở đây mọi người có thể tham khảo qua cái trang web của tiếng Anh. Nó có những cái tính năng hiển thị trên đây các bạn ha. Rất là rõ ràng, DSP hay những cái công nghệ gì đã đưa Asora đây hết nè, có thể chế mạng lao đám mây. Nói chung là rất là nhiều thứ. Đó, thì mọi người có thể tìm hiểu tại trang web trên đây. Rồi, thì mọi người muốn tìm cái tham số mà rõ ràng hơn, mọi người vô cái speak á, mọi người tải về.
Đó, về cái công suất cơ bản thì mình đọc sơ cho Thiên Vũ, đọc sơ cho mọi người cùng xem tham khảo. Thì với cái công suất á 2 ohm ở chế độ 2 ohm á, thì công suất con này là sẽ 800 W một kênh ở chế độ 2 ohm, và 4 ohm là 600 W và 8 ohm cũng là 600 W một kênh thôi mọi người ha. Ở đây thì là một con main 4 kênh thì tương đương hiện tại con tổng thể của con main này nó khoảng 2400 W và chia làm 4 kênh. Và một cái đặc biệt mà mình nghiện cái con Power Shop, thật ra mình thích đó, ngày trước là con đó Vũ tự mua sách tay và Vũ coi, Vũ học, Vũ coi đọc thông số, Vũ test á. Đó, thì cái con đó, những cái con mà có DSP á, nó có những cái công nghệ mới rất là hay. Ví dụ như những cái kênh nào mà bị thiếu watt, hoặc là chúng ta đánh một cái loa mà thiếu watt, thì hoặc là con súp gồng hơn, thì khi những đánh những cái cường độ lớn á, thì cái con này nó có những chế độ thông minh, nó có thể tự chia được cái công suất. Ví dụ lâu lâu cái súp chúng ta cần một cái công suất lớn, thực là lớn luôn đó, nhưng mà hai kênh nó vẫn không đủ. Nhưng mà nếu mà hai kênh full của mình mà đang còn dư á, thì con này nó sẽ tự hiểu và tự lấy cái hai công suất còn dư của hai con full sẽ dồn qua cho cái công suất này. Ở rất là hay, nên nó sẽ đảm bảo được cái gì, cái vấn đề là cái chế độ thông minh là đảm bảo gì, là cái súp nó đánh vẫn đủ nảy, không có bị hụt hơi. Rất là hay, đó là những cái công nghệ, nhưng mà cái đó mình sẽ chia sẻ sâu trong những video lần sau. Thì mọi người thấy video này hay, mọi người thích con này thì đừng quên bấm đăng ký like kênh. Thì sắp tới mình sẽ review về thông số kỹ thuật, cũng như là show ra những cái tính năng trên cái phần mềm, cũng như là những cái app của nó và những cái tính năng của nó cho nó rõ ràng cho mọi người cùng xem hơn. Ok, mọi người đừng quên bấm like và share ủng hộ Thiên Vũ kênh. Còn giá mình sẽ, mọi người có thể tham khảo đường link mô tả phía dưới, mình sẽ công khai giá ở tại trong website. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.